Sở Y tế Sơn La vừa thông báo điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La theo tiêu chí của Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định số 4.800 của Bộ Y tế. Chỉ trong vòng 3 ngày, từ 11 đến 13 tháng 2, tỉnh Sơn La đã ghi nhận hơn 1.200 ca mắc COVID-19, với nhiều trường hợp ghi nhận ngoài cộng đồng. Trong đó xuất hiện các ổ dịch với nguy cơ lây lan rất cao, Trước tình trạng này, tỉnh Sơn La đã điều chỉnh nâng cấp độ dịch ở nhiều địa phương, trong đó 19 xã phường thị trấn là vùng cam, cấp độ 3 của dịch, 30 xã phường thị trấn thuộc vùng vàng, cấp độ 2 của dịch, 155 xã phường thị trấn vùng xanh.